năm mới. Anh Tuấn xin kính chào tất cả quý vị và kính chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Thưa tất cả quý vị, trong không khí mai vàng vẫn còn nở, có nghĩa là vẫn còn xuân phải không thưa tất cả quý vị? Hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2020. Nếu tính theo âm lịch thì ngày hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Wow, một ngày rất là đẹp để cho cộng đồng của chúng ta tổ chức một chương trình hội chợ Tết. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều hoạt động để chúng ta tham gia, như là đón Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, những trò chơi dân gian, cuộc thi giọng ca vàng 2020 Florida và cuộc thi Hoa hậu cộng đồng. Wow, rất là nhiều hoạt động thú vị đang chờ đón. Mặc dù 10 giờ sáng mới khai mạc nhưng 9 giờ anh Tuấn đã thấy rất đông quý đồng hương đã đến tham dự đông đủ trong không khí hết sức náo nhiệt và tấp nập. Và để khám phá chương trình của chúng ta ngày hôm nay như thế nào thì xin mời tất cả quý vị cùng theo chân anh Tuấn nhé. Nào. Hôm nay tụ họp về đây mừng xuân Canh Tý theo lễ cổ truyền dân tộc. Dù xin tưởng niệm hương linh đồng bào đã tử nạn trên đường tìm lý tưởng tự do. Con chào bác. Chào Happy con. New Year. Happy New Year con. Bác ơi, bác có hay đến tham gia trong những cái chương trình lễ hội Tết của cộng đồng mình không? Năm nào bác cũng đi hết ở Florida 30 năm rồi. Và rất yêu Florida bởi vì Florida khí hậu ôn hòa, có nắng và ít lạnh lắm. Cho nên mà hoa mai với lại các thứ hoa tha hồ nở. Bác thấy là năm nay cộng đồng của chúng ta tổ chức Tết như thế nào? Không, năm nay cộng đồng mình tổ chức hay đó con. Gọn và vui lắm, đẹp lắm. Những cái gì mà bác thích trong hội chợ Tết của chúng ta nè? Bác thích là thứ nhất là các cô hoa hậu. Bữa nay các cô hoa hậu đứng một dàn. Bác bước vô bác tưởng mình sẽ được thi hoa hậu luôn á. Sao không? Cuộc thi năm nay bác đã ghi danh chưa? Thôi bác già rồi, gần 80 rồi. Thấy chưa, những người nào mà yếu mùa xuân lúc nào cũng háo hức với mùa xuân thì lúc nào cũng tươi trẻ như vậy. Cảm ơn bác rất là nhiều.
Có thấy ngạc nhiên không? Tại Mỹ của chúng ta mà lại có nguyên một cái khu vườn mai rất là đẹp như thế này, không khác gì ở Việt Nam. Và chủ nhân của vườn mai này là ai thì anh Tuấn xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ một chút xíu nha. Nào. Những cái chương trình của cộng đồng và đặc biệt là mùa Tết, cứ mỗi một mùa Tết thì em lại thấy anh xuất hiện với một cái vườn mai hết sức là đẹp như thế này. Và cũng rất là cảm ơn anh, nhờ có anh mà cộng đồng người Việt của chúng ta có một cái chậu mai thật sự để mà trưng trong ngày Tết. Lời đầu tiên thì anh có muốn nói gì với người Việt của chúng ta tại Florida này không? Có một cái niềm hoài bão là muốn làm cho một cái không khí Tết mà hoa mai thật sự ở nước Mỹ, thì Sang rất là nỗ lực để mà Sang đi tất cả các cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cho nên Sang cố gắng Sang làm để mà cung cấp những hoa mai thật cho bà con trên khắp mọi miền đất nước Hoa Kỳ, thưa anh. Anh Tuấn cũng rất là ngạc nhiên là ngày hôm nay là cũng là ngày rằm tháng giêng rồi mà hoa mai của anh nó vẫn nở. Thì với cái thời tiết của Florida của mình là nói riêng ha, và ở Mỹ thì nói chung, thì không biết là có khó khăn gì cho anh khi mà phải chăm sóc một cái vườn mai như vậy, và để đến cái Tết về thì nó lại nở và nó khoe sắc để cùng với đồng bào của chúng ta được trưng trong nhà không? Dạ thưa anh Tuấn, cái này cũng không có dễ mà cũng không có khó gì lắm. Cho nên từ khi mà Sang đã vô cái nghề này và đã thuần thạo thì mỗi một cái khi vào mùa đông á, mình phải có cái greenhouse, mình bỏ cây vô. Khi mà Sang đã nói lên đài truyền hình SBTN hay là tất cả các đài truyền hình, thì từ Thanksgiving là tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau, lúc nào vườn mai vàng Florida đều có hoa nở hết. Cái vườn hoa của anh ở đâu? Tại thành phố Sarasota, thưa anh Cường. Anh có ship cho tất cả các bà con của mình trên khắp nước Mỹ không? Dạ, Sang ship đi tới nhà mà free shipping cho tất cả các cô chú anh chị trên toàn nước Mỹ và Canada. Quý vị thấy có hời không ạ? Rất là hời. Nhưng mà một cái câu hỏi trước khi mà anh Tuấn tạm biệt anh, và câu hỏi vui thôi. Có nghĩa là anh làm cái nghề này thì anh chỉ sống được một mùa thôi, hay là anh làm một mùa anh sống cả bốn mùa? Dạ, em chỉ sống được một mùa thôi anh, còn cái mùa kia là cây ăn trái rồi nó cũng support rồi những cái cây bonsai, chứ nếu mà sống mai không là không đủ sống đâu thưa anh. Quý vị cũng thấy không? Nhưng mà cái này là cái tại vì Sang đam mê và muốn cho tất cả các cô chú và anh chị trên khắp mọi miền đất nước đều có cây hoa mai, cho nên Sang phải cố gắng làm một cái gì đó cho bà con hải ngoại có một cái không khí Tết, thưa anh. Cảm ơn anh Sang rất là nhiều, và hy vọng rằng là anh sẽ luôn luôn tràn đầy sức khỏe để tiếp tục làm những cái công việc rất là ý nghĩa như thế này, một món ăn tinh thần rất rất là lớn dành cho người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Một lần nữa cảm ơn anh Sang nha. Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều và chúc anh hạnh phúc. Thank you.
Gian hàng của chúng ta có bưởi nè, dạ. Có đu đủ nè, dạ. Có xoài nè, dạ. Có hoa cúc nè, dạ. Nó đâu có khác gì ở Việt Nam của chúng ta đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Trên bàn thờ của chúng ta thì luôn luôn có cái mâm ngũ quả là gì em? Dạ. Nhà em thì thường làm gì? Thường thường nhà em thì có đu đủ nè, mặn cầu nè, rồi nói chung là... Có cầu dừa đủ xài không? Đúng, cầu dừa đủ xài. Mình xong cầu là cầu dừa dư xài. Ok, đối với em thôi, là một người trẻ sinh ra lớn lên và sống ở tại Mỹ của chúng ta thì em có yêu cái Tết Việt Nam không? Dạ, thường thường thì em thấy ông bà của mình đi Tết thì vui cái truyền thống ở đây á, thì em cũng muốn là đi theo cái truyền thống đó. Đối với em nha, cái Tết của Tết Tây á, cái Tết ta, nó cái nào em cảm thấy là mình thích hơn? Tại vì bản thân của em sống tại Mỹ đúng không? Và em cái gì cũng Mỹ hết. Nhưng mà còn đối với việc của chúng ta thì lâu lâu mới có mùa lễ Tết thôi mà lại rất là xa xôi như vậy. Thì bản thân của em thích cái Tết Việt hay là Tết Tây hơn? Dạ, em thích Tết Việt hơn. Tại vì là người Việt hay sao? Dạ ha. Với lại Tết Việt nó náo nhiệt. Nói chung là cái cảm giác nó gần gũi với quê hương của mình hơn. Ok, cảm ơn em rất là nhiều.